Xin chào các bạn, là buổi sáng và chúc cho các bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau sổ lô tô xem thử là các thông điệp mà vũ trụ nó gửi cho chúng ta trong ngày hôm nay là cái gì nha. Cho những cái bạn mà chưa biết tại sao tôi làm cái này thì kể từ năm 2009, mỗi ngày tôi đều xem một câu nói hay ở trong cái cuốn sách này để sử dụng cái câu nói đó làm kim chỉ nam cho cái ngày mới của mình đó các bạn. Và nó bắt mình mỗi ngày phải bắt đầu bằng một cái gì đó tích cực, bắt đầu tích cực và mình suy nghĩ về cái điều đó, cái câu nói đó nó là gì, ý nghĩa của nó là làm sao. Và trong cuộc đời, cái hành trình của tôi thì có những cái gì tôi đã từng xảy ra mà liên quan tới câu nói đó. Ok rồi, thì nó là một cái vui mà là phương pháp tôi áp dụng nó rất là hiệu quả cho tôi để quản trị cái nguồn năng lượng của mình, quản trị cái suy nghĩ của mình xuyên suốt trong một cái ngày. Đó. Thì chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ xem câu nói của ngày hôm nay ngẫu nhiên đó là gì, ok? Đó. Và bởi vì nó là random, nó rất là ngẫu nhiên, chúng ta không bao giờ biết trước được, những câu nói này đều là khác nhau hết mà, nên không bao giờ biết trước được mình sẽ nhận được cái gì đâu. Nó rất là vui các bạn nha. Ok. Concentrate on the present. Concentrate on the present nghĩa là tập trung vào cái hiện tại. Tập trung vào cái hiện tại. Đó. Thì người ta hay ở này là một nhiều năm nay thì chúng ta hay nghe câu nói là bỏ đừng có nghĩ nhiều về quá khứ mà tập trung vào là present, là bây giờ, cái gì cũng now now now, bởi vì tương lai thì không biết trước được, quá khứ thì cũng đã trải qua rồi, tất cả cái gì mà chúng ta có thể làm là bây giờ, có thể làm là bây giờ. Và nếu mà chúng ta muốn có một cái tương lai nó khác biệt, muốn quên đi những cái gì đã không tốt xảy ra trong quá khứ, thì tập trung làm những cái gì hiện tại thật tốt, thật tốt, thật tốt, thật tốt, thật tốt. Thật tốt thì cái tương lai nó sẽ có một chút gì đó, nó guarantee, nó đảm bảo là tương lai nó sẽ tích cực hơn, nó tốt đẹp hơn. À, ngày xưa tôi không tin vào cái này hay các bạn. Ngày xưa tôi rất là không tin vào là đừng nghĩ nhiều về quá khứ, đừng nghĩ về tương lai. Vì nếu mà không nghĩ về tương lai, làm gì chúng ta có mục đích, làm gì chúng ta có goal, gì mà chúng ta có những cái gì để mà phấn đấu mà hướng đến. À, nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ về tương lai nhiều quá thì mà quên đi mất tiêu là cái tương lai là những tất cả những gì mà chúng ta làm tại thời điểm hiện tại, từng bước từng bước từng bước chúng ta đi mới đưa chúng ta đến cái destination, là cái nơi mà chúng ta muốn đến. Từng viên gạch chúng ta đặt xuống, xây 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 từng viên gạch một thì chúng ta mới làm được một cái nhà, đúng không? Chúng ta thả từng cái hạt 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 xuống, trồng lên thì tương lai chúng ta sẽ có những cái cây trái mà chúng ta muốn xây cho cái vườn của mình đó. Và rất là nhiều người á cứ hay nghĩ về cái quá khứ nhiều quá, bị dằn vặt về cái quá khứ, cho nên cái hiện tại của họ họ luôn luôn ở một cái tình trạng là không hạnh phúc này, không vui vẻ này, không không cảm thấy thỏa mãn này, nói trong khi là cái quá khứ của họ có cái đẹp và có cái không đẹp, có cái vui có cái không vui, có cái tốt có cái không tốt. Nhưng mà tại sao là không nghĩ đến những cái tốt, mà chỉ nghĩ đến những cái không vui, những cái bị thiếu sót, những cái bị khiếm khuyết. Nên cách họ nhìn về quá khứ nó bị sai lệch, nó bị chệch hướng, thì thà không nhìn về quá khứ nó sẽ tốt hơn. Đó. Và càng về sau này thì tôi càng nghĩ là cái quá khứ nó là một cái kỷ niệm đẹp, mình gác nó lại. Không nhìn thì rất là khó, nhưng mà lâu lâu mới cho phép mình nhìn về quá khứ một chút, lâu lâu mới cho mình ôn lại kỷ niệm một chút. Còn tất cả những cái đó là cái hành trang đã qua rồi, đồ cũ chúng ta không mặc lại rồi, thì gác nó qua một bên hết. Hãy quên nó đi, hãy cho phép chúng ta cho nó qua một bên để tập trung cho những gì hiện tại, tập trung cho những viên gạch, tập trung những bước chân để mà chúng ta đi tới về phía trước, để mà chúng ta xây cái ngôi nhà của tương lai của mình bằng những cái hoạt động ngay từ lúc bây giờ. Ok. Và bà xã tôi hay chia sẻ ra một câu của ông Thích Nhất Hạnh đấy. Mà tụi tôi rất là tâm đắc, đó là để cho bạn bước về phía trước một bước thì bạn phải vững tin, để phải phải cho phép mình bỏ lui lại ở phía sau một bước chân. Chúng ta không thể vừa tiến tới một bước mà lùi một bước, tiến tới một bước mà lùi một bước được. Ok, thế cái hành động của bạn tự cỡ thì hiện tại, cái thời bây giờ, the power of now, là sức mạnh của hiện tại, đó là việc của bạn cho phép các bạn cất một bước đi về phía trước, cất một bước chân lên đi về phía trước và dũng cảm để thả cái bước chân mà của bạn ở lại phía sau thì mới đi được. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở
một cái video của ngày mai cho có thông điệp khác mà chúng ta lại tiếp tục chọn lựa ngẫu nhiên. Cho những bạn nào mà thích những gì tôi làm, giúp tôi thả tim, giúp tôi thả tim để tôi có thêm động lực làm những video mới với các bạn. Ok, tạm biệt.